Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 9 tây tháng 9 nha anh em. Rồi tối nay thì em lên cho anh em tầm khoảng ba mươi mấy lô ha, ba mấy lô máy anh em. Hôm nay thì về tiếp tục hàng về anh em, tiếp tục hàng về ha, về ngập tràn luôn anh em ơi. Rồi hôm nay thì em soạn được cho anh em tầm khoảng ba mấy lô. Rồi những hàng trên là những cái hàng, những cái lô máy nhỏ lẻ anh em, những lô máy nhỏ lẻ ha. Còn phía dưới là những cái lô máy to hơn anh em. Rồi thì máy bên em thì em sẽ giật hơi tốt và em sẽ test thử lửa, đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em ha. Rồi em vô lô đầu tiên anh em. Lô đầu tiên là hai con Echo 24 nè. Hai con Echo 24 nòng 34 ly, một con là Kiwis 232 anh em, nòng 32 ly. Con này thì phải nói là cực kỳ mới anh em ơi, trắng tinh luôn. Bầu mới, bầu đẹp anh em. Rồi. Lô này thì 3 cây anh em. 3 triệu 3 ha, triệu 1 cây. Con này là Kiwis 232 anh em, mới tinh. Mới tinh luôn. Rồi lô này 3 cây 3 triệu 3. 3 cây 3 triệu 3 nha anh em. Lô số 1. Rồi lô số 2. Lô số 2 là Kawasaki nha anh em. Kawasaki TGX 23 nè, TG24, TG24. Rồi lô số 2 này 3 cây anh em, 2 triệu 4, 800 ngàn cây. Tay lái lô này là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn. Lô này thì nó có là hai cái tâm gầy anh em. Đây một cái tâm gầy nè, hai cái tâm gầy. Và một cái tâm liền anh em. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ hết luôn ha. Lô số 2 anh em, 3 cây 2 triệu 4. Lô số 3 là một con Mitsu. Mitsu này là Mitsu TB nha anh em. Con này là Mitsu TB mấy đây? TB23 nha anh em. Con này là 23 ha. Nó xài chế là chế hai kim luôn nè. Chế hai kim nha anh em. Con số 3 này 1 triệu 2, tay lái là tay lái tròn nha anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Đầu bò chén kẹp đầy đủ. Rồi em quay lại cái mặt mặt trước của cái lô dưới nha anh em. Anh em thấy không? Bao đẹp bao mới luôn nha anh em, chẳng tin luôn. Chẳng tin luôn nha anh em. Bao đẹp bao mới. Rồi tiếp theo là lô số số 3. Số 3 rồi lô số 4 nha. Lô số 4 là con Kawasaki nha em. Con này là TG33 ha. TG33 nha anh em. Tum lớn, bố cung lớn luôn. Cái này thì nó hơi bị chốc sơn anh em, về mình rửa dầu nha anh em. Rửa dầu mình chà cho nó trắng lên, đẹp lên luôn nha anh em. TG33. Con này siêu to khổng lồ luôn nha anh em. Cái áo nó bị bể thì em sẽ tặng cho anh em một cái áo mới ha. Rồi con số 4 này 1.850.000 nha anh em, 1.850.000. Đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em luôn. Rồi con số 4 nha anh em, 1.850.000, Kawasaki TG33 nha anh em. Rồi lô số 5. Lô số 5 là 2 cây anh em. Lô số 5 là 2 cây ha, một cây là Singu nè, tum gầy. Rồi một cây là Makita anh em, Makita tum liền ha. Rồi hai cây này thì 1 triệu anh em, 500 ngàn cây ha. Đây một cây. Đây một cây anh em. Rồi hai cây này là 1 triệu, 500 ngàn cây. Lô số 6. Lô số 6 là con Gobin anh em. Gobin 4 thì anh em. Con này thì Gobin 4 thì thiếu cái nắp bue thì em sẽ gắn cho anh em đầy đủ ha. Lô số 6 1 triệu 2 anh em. 1 triệu 2. Tay lái của nó là tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ hết luôn. Lô số 6 anh em 1 triệu 2, Gobin 4 thì. Lô số 7 là con này là con Gilby anh em. Gilby dòng Kiwis Echo anh em. Cái này thì nòng 32 ly ha, 32 ly anh em. Con này nòng 32 ly 22cc. Con số 7 này 800 ngàn anh em. Tay lái là tay lái dài luôn ha. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Rồi. Lô số 7 anh em 800 ngàn. Tiếp theo là lô số 9. Ủa tiếp theo là lô số 8, số 7 tới số 8. Số 8 là lô này là lô Makita anh em. Ba con Makita 4 thì ha. Makita 4 thì, tay lái là tay lái dài hết nha anh em. Đây Makita 4 thì. Xăng riêng nhất riêng hết luôn ha. Lô này còn bao mới anh em, cực kỳ đẹp luôn. Rồi lô này thì 4 cây anh em, 4 cây 5 triệu 2, 1 triệu 3 cây, lô số 8. Đầu bò chén kẹp đầy đủ hết luôn ha. Lô số 8 anh em, 4 cây 5 triệu 2, Makita 4 thì. Lô số 9 là hai con TG28 anh em. Đây Kawasaki TG28, một con tum nhỏ nè, một con tum lớn anh em, một con tum lớn. Lô số 9 này 2 cây 2 triệu 9 anh em, 2 cây 2 triệu 9 ha. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em. Lô số 9 nha anh em.
Lô số 10 là hai con Honda. Lô số 10 là hai con Honda nha anh em. Honda này là Honda GX GX22 ha. Honda GX22 nha anh em, một con tum gời, một con tum liền. Lô số 10. Hai cây 2 triệu rưỡi nha anh em. Tay lái là tay lái dài luôn ha. Rồi, đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 10 anh em, GX22, 2 cây 2 triệu rưỡi. Lô này quá rẻ anh em ơi. 2 cây 2 triệu rưỡi. 1.250.000 cây ha. Không biết thư ký em ghi có lộn không nữa. Lô này Honda 4 thì GX22 anh em. Còn bao đẹp luôn. Rồi, lô này 2 triệu rưỡi. Lô số 10 anh em. Đây 2 cây 2 triệu rưỡi ha. Rồi, tay lái là tay lái dài anh em. Lô số 11. Lô số 11 là con ếch tin đùi gà anh em, ếch tin đùi gà ha. Ếch tin đùi gà lô số 11 1.2 triệu, tay lái của nó là tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn anh em. Lô số 11 1.2 triệu, ếch tin đùi gà anh em. Con này là FS55 ha, nòng 34 ly anh em. Con số 12 11 rồi tới. Rồi 12 anh em, con này 12 ha, 850 nha. Con này là con Sindewa nè. Sindewa bao đỏ luôn anh em ơi. Bao đẹp luôn ha. Ốc đồ gần vàng tươi luôn nè. Con này là con Sindewa S25 nha anh em. Sindewa S25 ha. Rồi con này thì tay lái là tay lái dài, cần của nó là cần xoay anh em. Cần xoay luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Rồi con số 12 là con Sindewa S25 nha anh em. 850 nha. 850 ngàn nha anh em. Rồi phía dưới là Gilby nè, bún thì nè, TG luôn nha anh em. Rồi phía trên này là Sindewa S25 nè. Rồi Austin đùi gà nè. Rồi Honda nữa nha anh em, Honda nè. Honda này 2 cây có 2 triệu rưỡi nha anh em. Không biết thư ký em ghi có lộn không nữa. Rồi 2 cây 2 triệu rưỡi cho anh em luôn. Rồi đây là Kawasaki nè, Kawasaki nè. 2 cây 2 triệu 9 nha anh em. TG28. Còn đây là Makita 4 thì nha anh em. Makita 4 thì ha, cái này 1.3 triệu một cây. Rồi tiếp theo là lô số 15. Lô số 12 nhảy lên lô số 15 luôn nha anh em. Lô số 15 là Sindewa, lô này thì 800.000 cây nha anh em. Sindewa này là Sindewa 2002-2004 ha. Lô này thì 800.000 một cây nha anh em. Chế của nó là xài chế ga ngang hết nha anh em. Sẽ chế ra ngang hết luôn. Rồi lô này thì 800.000 cây, 7 cây 5 triệu 6 anh em. Lô này thì em thấy là tay lái tròn đa số luôn anh em. Rồi bây giờ anh em nào chốt lô này thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới ha. Tặng cho anh em tay lái dài mới luôn, bỏ tay lái tròn lại nha anh em. Rồi 7 cây 5 triệu 6, 800.000 cây. Lô số 15. Lô số 16 là lô này là lô Mitsu anh em. Mitsu TLE ha. TLE anh em. Màu xanh, màu vàng nè, màu đen luôn. Mitsu TLE. Lô này thì 6 cây ở 4 cây nha anh em, 1.350.000 cây. 4 cây là 5.4 triệu ha. Nòng là nòng 34 ly nha anh em, nòng 34 ly hết luôn. 270 nè, 26 nè. 26 nè. Rồi lô này tổng cộng 4 cây nha anh em. 4 cây ha. Con này thì như mới luôn, như thùng luôn nha anh em. Rồi lô này thì tổng cộng là 4 cây. 1.350.000 cây, 4 cây 5.4 triệu. Lô số 16. Lô số 17 là lô Kawasaki nha. Kawasaki TG ha. TG này là TG1820 nha em. TG1820 ha. Lô này thì 4 cây tum gời nha em, 1 cây tum liền. Nội cái bộ cần bộ láp thôi là thấy 400.000 rồi nha em. Nguyên cây máy chỉ có 500.000 thôi. Quá rẻ luôn. Lô số 17 nha em, 5 cây 2.5 triệu, 500.000 một cây. 500.000 cây nha em. Lô này coi 1 là 2. Lô này 4 cái tay lái dài và 1 cái tay lái tròn nha anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 17, 5 cây 2.5 triệu. Rồi lô số 18 nha anh em. Lô số 18 là lô này là lô Gilby, Gilby Zenos. Lô này là 23cc nha anh em. Nòng 32 ly, 6 cây 4.2 triệu. 23cc nha anh em, nòng 32 ly ha. Nòng 32 ly. Rồi lô này thì đặc biệt có một con tum gời anh em. Con tum gời ha. Rồi
Con này con tôm gờ anh em, cái cần này cần giảm tốc nha anh em. Nữa anh em nào chốt quá thì em sẽ tặng cho anh em, đổi lại hình cho anh em cái cần khác ha. Rồi lô số 18 nè. 6 cây 4,2 triệu, 700.000 cây ha. Lô này là lô Gilby Zenoth 23cc nha anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Tiếp theo là lô số 19. Lô số 19 là lô Austin nha anh em. Austin này là Austin 21, 22, 23, 24 luôn. Lô này nha anh em. Rồi lô này thì tổng cộng là 5 cây ha. 5 cây 750.000 cây anh em. 5 cây là 3,750 triệu ha. 3,750 triệu Austin nha anh em. Lô này thì có một cái tay, có một cái tay lá tròn, có một cái tay lá tròn, còn lại là tay lá dài hết luôn. Lô số 19, 5 cây, 3,750 triệu. Lô số 20 là lô Tanaka 3,400 anh em. Tanaka 3,400 ha. Lô này thì lô siêu to khổng lồ cho anh em luôn. Tanaka 3,400. Tay lái là tay lái dài hết luôn nha anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 20. Lô này thì 2 cây 2,8 triệu, 1,4 triệu một cây anh em, 1,4 triệu một cây. Lô số 21 là Shindewa. Shindewa này là Shindewa S20-23 nha anh em. Thì S20-23 thì bán chung cho anh em luôn ha. Lô này 5 cây. 5 cây 650.000 cây, 5 cây là 3,250 triệu nha anh em. Lô số 21. Lô này thì có hai cái tay lái dài, ba tay lái tròn. Tem mát đầy đủ nè, đầu bò. Bao zin luôn. Lô số 21 nha anh em, 5 cây 3,250 triệu. Lô số 22 là lô Kiwis. Kiwis 200 nha anh em. Đây Kiwis 200 ha. Lô này thì tay lái là một dài một tròn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 22 nha anh em. 2 cây 1,3 triệu, 650.000 cây. 2 cây 1,3 triệu nha anh em, 650.000 cây ha. Lô số 21 Shindewa S20-23. Rồi lô này là lô Echo 200 nha anh em. 650.000 cây ha. Rồi đây là Shindewa. Shindewa S20-23. 650.000 cây luôn. Thiếu nắp xăng nắp e thì em sẽ gắn cho anh em đầy đủ ha. Gắn cho anh em đầy đủ nắp xăng nắp e. Tanaka 3,400 anh em. Con này 1,4 triệu một cây ha. Siêu to khổng lồ. Đây là Austin nha anh em. Austin này là Austin 21 nè. 21, 22, 24 anh em. Lô này 750.000 cây. GUB 23 700.000 cây anh em. Thiếu nắp xăng thì em gắn vô cho anh em đầy đủ ha. Còn đây là TG 18-20 500.000 cây. TLE anh em, Mitsubishi TLE. Lô này thì 26cc nòng 34 ly, 1,350 triệu nha anh em. Còn đây là Shindewa 2002-2004 ha. Lô này thì 800.000 cây nha anh em, 800.000 cây. Lô số 23. Lô số 23 là hai con cơm Mitsu nha anh em. Lô số 23 này là hai con cơm Mitsu. Cơm Mitsu này là nòng 34 ly nha anh em, nòng 34 ly ha. Hàng này là hàng Trung Quốc xuất Nhật nha anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật ha. Nòng 34 ly. Lô số 23, 2 cây 1,7 triệu, 850.000 cây. Tay lái là hai cái tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Lô số 23 nha anh em. 2 cây 1,7 triệu. 2 cây 1,7 triệu nha anh em. Rồi lô số 24 là lô Gilby Zenoth. Lô này là lô 26cc nha anh em, nòng 34 ly. 5 cây. Lô này 5 cây nha anh em. 5 cây. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn ha. Lô số 24, 5 cây, 4,250 triệu, 850.000 cây nha anh em. 850.000 cây. Đầu bò chén kẹp đầy đủ hết luôn ha. Rồi lô số 24, 5 cây, 4,250 triệu. Lô số 25 là Shindewa nha anh em. Shindewa Short 2002, ủa này là 2004, 2005 nha anh em. Shindewa Short 2004, 2005. 2004, 2005 nha anh em. Lô này thì thấy là ba cái tay lái dài, một cái tay lái tròn nha anh em. Đây tem mát đầy đủ, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Lô số 25, 4 cây 4,6 triệu, 4 cây 4,6 triệu nha anh em. Shindewa qua Short 2004, 2005. Rồi lô số 26 là lô Gobin nha anh em. Gobin là Gobin Cốc ha. Đây Gobin Cốc. Lô này thì 700.000 một cây, 10 cây là 7 triệu nha anh em, 10 cây 7 triệu ha. 700.000 một cây. Tay lái lô này thì có một cái tay lái tròn nha anh em, còn lại là tay lái dài hết luôn ha. Gobin. Lô số 26, 10 cây 7 triệu. Tem mát đầy đủ luôn nha anh em. Đây, tem mát đầy đủ nè.
đầu bò chén kẹp đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 26 anh em, 10 cây 7 triệu. Rồi lô số 27. Lô số 27 là lô này là lô Gobin Boogie đứng nha anh em. Lô này thì phải nói là cực kỳ đẹp anh em, còn mới tinh nè. Mới tinh bao đẹp luôn, ốc luôn còn vàng tươi luôn anh em. Rồi lô này thì tay lái là hai tay lái dài, một cái tay lái tròn anh em. Gobin Boogie đứng ha, lô này 3 cây 2 triệu mốt, 700 ngàn cây anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha, hơi lửa ngon lành nha anh em. Chế của nó là xài chế ga ngang anh em, nòng 32 ly. Lô số 27, 3 cây 2 triệu mốt. À, em quên quay cái mặt mặt vực của cái lô phía dưới. Rồi lô này là Gobin cốc anh em, đây là mặt vực của nó ha. Xin đi qua nè. Còn đây là Gilby anh em, Gilby. Còn Nativo Komatsu ha 26cc thì mặt vực trợ lực luôn anh em. Lô này quá VIP quá đẹp luôn. Đây. Mặt vực trợ lực luôn anh em. Đó, mặt vực trợ lực luôn ha. Cái áo thì nó có gãy răng anh em, có gãy răng ha. Mặt vực trợ lực 850.000 cây. Lô số 28 anh em. Lô số 28 là lô Echo. Lô này là lô Echo 240 242 anh em. Lô này nòng 34 ly hết ha. Nòng 34 ly hết luôn. Tay lái lô này thì có 4 cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài ha. Lô này tổng cộng 12 cây. 4 cái tay lái tròn, 8 cái tay lái dài. Rồi Echo Qgit 242. Thì áo bô đồ bể thì em sẽ tặng cho anh em áo bô mới ha. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Rồi lô số 28 anh em. 12 cây. 10 triệu 200 ngàn. 10 triệu 200 ngàn anh em. Echo 240. Lô số 28. Còn lô này là lô số 29 anh em. Lô số 29 là lô xin đây qua 3 số. Lô này phải nói là bao đẹp cho anh em luôn. Xanh mướt luôn anh em. Quá xanh quá đẹp. Rồi lô này thì có hai con sót 230 em để chung cho anh em luôn ha. Rồi lô này thì 1 triệu 1 cây anh em, 7 cây 7 triệu. 7 cây 7 triệu ha. Tay lái lô này thì có một cái tay lái tròn anh em, một cái tay lái tròn. Còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 29. 7 cây 7 triệu anh em. 1 triệu 1 cây. Lô số 30 là lô Austin. Lô số 30 là lô Austin nha anh em. Đây Gobin nè, Gobin Boogie đứng nha nè. Còn đây là Echo 240. Lô này thì em thấy là trợ lực đa số luôn nha anh em, chỉ có một con làm việc thường thôi ha. Còn lại là nhiều là trợ lực hết luôn. Xin đây qua 3 số nha anh em, 3 số 1 triệu 1 cây ha. Rồi, tiếp theo là lô số 30 nha anh em. Lô số 30 này thì là Austin 26cc nè, nòng 34 ly nha anh em. Austin 26cc nòng 34 ly. Lô này thì có một con tôm gầy. Có một con tôm gầy nha anh em. Austin 26cc nòng 34 ly. Tay lái lô này thì có một cái tay lái tròn nha anh em, còn lại là tay lái dài luôn ha. Tem mát thì đầy đủ cho anh em luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ ha. Lô số 30 nha anh em. Austin 26. 1 triệu 3 cây, 6 cây 7 triệu 8. Austin 26cc nòng 34 ly. Lô số 31. Lô số 31 là Gobin hộp nha anh em. Đây Gobin hộp nòng 32 34 ly ha. Gobin hộp nòng 32 34 ly. Lô này thì bán chung cho anh em luôn. Một tay lái tròn, hai tay lái tròn anh em. Rồi, 650.000 một cây ha, 9 cây là 5.850 nha anh em. 5.850, 9 cây. Đầu bò chén kẹp đầy đủ hết luôn. Lô số 31 nha anh em. 9 cây, 5.850, Gobin hộp. Lô số 32 là lô TZ27 anh em. TZ27 ha, lô này thì hai con tôm liền. À, tay lái thì tặng cho anh em tay lái dài luôn. TZ27 thì lô này 2 cây anh em. 1.350.000 cây. 2 cây là 4 triệu anh em. 2 cây 4 triệu ha. Tay lái thì tặng cho anh em tay lái dài luôn. Lô số 32. Gobin hộp 650.000 cây anh em. Nòng 32 34 ly. Lô này thì quá đặc biệt anh em ơi. Lô này quá đặc biệt luôn anh em ơi, toàn là 34 ly hết luôn. Quá đẹp. Quá đẹp anh em ơi, lô này quá VIP nha anh em. Toàn là 34 ly hết luôn. Rồi chỗ này cái áo nó mẻ ăn găng nha anh em, mẻ ăn găng ha.
Còn đây là ớt tin 26cc nồng 34 ly. Rồi, lô này 650 ngàn cây nha anh em, quá vip luôn. 34 ly mà 650 ngàn cây. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.